phận bi thương của thái tử cuối cùng ở Việt Nam. Thái tử Bảo Long tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Long, sinh năm 1936, là con của hoàng đế Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Năm 11 tuổi, Bảo Đại rời chính phủ sống lưu vong ở nước ngoài. Thái tử và bốn người em theo hoàng hậu Nam Phương rời quê hương sống ở Pháp. Dù lưu vong nhưng Bảo Long vẫn được chăm sóc bảo vệ theo tiêu chuẩn của một ông hoàng và luôn có cảnh binh đi kèm. Bảo Long thông minh, sáng dạ, giỏi văn chương, ngôn ngữ, nhiều lần đứng đầu trong bảng xếp hạng học vấn lẫn các môn thể thao. 17 tuổi, cậu đỗ tú tài triết học, được bố tặng một chiếc ô tô sang làm quà. Trong 2 năm, cậu gây ra 12 vụ tai nạn nhưng rất may không nghiêm trọng. Năm 1954, cậu học sĩ quan tại trường quân sự nổi tiếng và ra trường với cấp bậc chuẩn úy. Tuy nhiên sau đó Bảo Long rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, muốn tìm đến cái chết bằng cách gia nhập đội quân đánh thuê Lê Dương. Song Bảo Long không chết mà chỉ chuốc lấy những lời phê phán nặng nề của xã hội. 10 năm sau, Bảo Long giải ngũ về làm nhân viên một ngân hàng, xa lánh mọi hoạt động chính trị. Năm 2007, hoàng thái tử Bảo Long qua đời trong cô độc vì ông không có lập gia đình.